Một chiếc bông tai có giá trên 400 triệu đồng. Đây là viên kim cương được gắn trong chiếc bông tai. Viên kim cương này là viên kim cương 7 ly 2 nước đi và độ sạch là BVS1. Viên kim cương này có 3 excellence và những thông số của viên kim cương này đều được tuyển chọn từ chiều cao của viên kim cương, độ rộng của mặt bàn và tất cả những thông số bên trong cũng như là độ nặng của viên kim cương này đủ tiêu chuẩn quốc tế, là một viên kim cương chuẩn đẹp. Wow, chiếu cực kỳ lấp lánh bởi vì đây là viên kim cương nước đi không có màu và độ sạch BVS1. Vậy thì một cặp bông tai này sẽ có giá là trên 800 triệu đồng dành cho quý cô. Hãy đến với Kỳ Lân Luxury để sưu tầm cặp bông tai 72 tuyển chọn này để tặng cho người mình thương yêu hoặc là tự thưởng cho bản thân mình một cặp bông tai đẹp, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu tuyển chọn. Và đương nhiên sẽ có những viên kim cương khác gắn lên những cặp bông tai tương tự, ví dụ như là 5 ly 4 thì cặp bông tai này sẽ có giá trị lên quanh gần 200 triệu đồng. Còn nếu như là 6 ly 3 thì lên quanh 400 triệu đồng. 7 ly 2 mà tuyển chọn nước D, VVS1 và những thông số đẹp thì trên 400 triệu đồng một viên. Còn 8 ly 1 thì sẽ cao hơn nữa và 9 ly rưỡi thì sẽ cao hơn nữa, vân vân. Hãy đến với Kỳ Lân Luxury để sưu tầm cho mình những cặp bông tai với những thông số tuyển chọn của một viên kim cương chuẩn đẹp, từ những viên nhóm 1 nước DEF hoặc nhóm 2 GHEG, đồ sạch này hoặc là EF hoặc là VVS1 hoặc là VVS2 hoặc là VS1 hoặc là VS2 thôi. Còn lại những thông số phía sau này thì Kỳ Lân không có tuyển chọn để giao lưu đến với tất cả quý khách đâu, mà Kỳ Lân chỉ tuyển chọn những phân khúc tuyển chọn của tuyển chọn đẹp và chuẩn để giao lưu, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về sản phẩm cao cấp luxury. Nhóm 1 DEF, nhóm 2 GHEG, rồi excellent phải là 3 excellent quỳnh quang non hoặc là strong blue. Nếu một cặp đeo vào đây sẽ rất đẹp, tại vì Kỳ Lân chưa có bấm lỗ đây, mình chưa gắn vào đây thì đẹp lắm luôn. Kỳ Lân đeo vào tay của mình, tay này không có bơm gì nha. Nhiều anh chị vào xem clip của Kỳ Lân bảo là tay Kỳ Lân đã bơm cái gì, bơm gì đây, tay này tay tự nhiên, Kỳ Lân không có dùng bất kỳ một cái gì mà can thiệp đến dao kéo hoặc tiểu phẫu vào cơ thể mình. Hạn chế tối đa hầu như là không có can thiệp bất kỳ một cái gì, kể cả răng cũng vậy, hiện tại đang để tự nhiên chứ chưa có làm răng cho đều. Cho nên là vừa rồi làm một reel để mà đeo vào bằng vàng và kim cương, nhưng mà đeo vào nó không có đẹp, mặc dù mình làm ra cái chất lượng của bộ răng nó rất đẹp bởi vì đó là vàng nguyên khối A750 và tất cả những viên kim cương hoặc sòn thì đó là tuyển chọn hết, nhưng mà tại vì răng của mình nó không có đều nên khi mình làm mình trùm vào á thì nó đi theo cái răng sau thì cái bộ reel nó như vậy, nên mình gắn vào nhìn nó hơi không có được như ý, nên là không có đeo để chân là chủ yếu. Nếu như ai mà làm răng đều đẹp rồi làm bộ reel gắn vào rất là sang, khi đi tiệc cười một cái là lấp lánh chiếu rực rỡ đây nè. Vâng, và hãy đến với Kỳ Lân Luxury tuyển chọn cho mình những sản phẩm trang sức cao cấp luxury theo tiêu chí của Kỳ Lân và cũng là tiêu chí của tất cả các hãng nổi tiếng về trang sức, về những sản phẩm xa xỉ từ đất nước thị sĩ nổi tiếng trên thế giới. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.